Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Đông B, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà cấp 4 miền Tây có tổng diện tích là 131,3 m². Trên thửa đất căn nhà thuộc cây lâu năm, chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường huyện lộ 35B cặp Kinh Sáng, Nguyễn Tấn Thành khoảng 500 m. Con đường này rộng khoảng là 3,5 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 16 chỗ, rất là thoải mái. Và ở đây thì có điện nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở và kinh doanh buôn bán là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông ra đường tỉnh lộ 876 khoảng 1 km. Xung quanh đất căn nhà thì gia chủ đều cắm trụ bê tông. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm ha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 6 m và có chiều dài là 22. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí trụ bê tông này nha anh chị. Đó, mình đo thẳng qua bên đây là 6 m. Và bên hông thì mình có mặt tiền bê tông khoảng 2 m nữa anh chị. Và cũng liên thông vào bên trong khoảng 300 m là đường cùng. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Đông Hòa, trường cấp 1, trường cấp 2. Anh chị cách khoảng 1 km. Và khu vực này thì mình cũng có đèn đường luôn nha anh chị. Lúc trước thì căn nhà này thì gia chủ đang kinh doanh là tiệm tóc anh chị. Do chính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cũng cần bán gấp nha anh chị. Ở xung quanh thì không gian phía trước gia chủ thì cũng đã gào B40 hết đất luôn. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm ha. Ở đây thì gia chủ có làm một cái máy tiền chế khu vực phía trước nè anh chị. Mình có thể đậu xe ô tô phía trước hoặc là có đám tiệc rất là rộng rãi và thoáng mát luôn nha. Ở bên đây thì mình có một cái mặt tiền bê tông 2 m nè anh chị. Mình liên thông vào trong khoảng 300 m nữa là đường cùng nha anh chị. Ở bên đây thì không có lộ giới. Ở từ cái mặt tiền bê tông 3,5 m này mình vào tiêm lộ giới khoảng 5 m nha anh chị. Phía trước thì gia chủ dùng cửa là cửa lùa anh chị. Ở bên đây thì mình có một cái bàn nè, anh chị mình có thể tiếp khách, anh chị mình uống trà khu vực này ha. Về đây thì anh chị mình có thể kinh doanh buôn bán nhiều mặt hàng được luôn nha, như là làm tiệm tóc nè anh chị, buôn bán tạp hóa đều thích hợp luôn ha. Dưới nền thì chủ đã lót gạch rồi anh chị. Ở trên tường thì dán những dán tường và trên trần thì đóng la phong. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng nam nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển tới vị trí thửa đất căn nhà là 12 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy móc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về là 66 km nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 830 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Căn nhà mình bên trong thì chủ chưa có tô nha anh chị. Dưới nền thì chủ đã lót gạch rồi anh chị.
Vậy thì anh chị có thể trang trí căn nhà lại ha. À, bên đây thì chủ cũng thiết kế một cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng. Ở khu vực này thì anh chị có thể về mình ngăn ra, anh chị mình làm không gian phòng khách nha anh chị. Ở bên hông thì gia chủ có làm một cánh cửa bên ngoài, anh chị mình mở ra thì căn nhà của mình rất là thoáng. Điện nước wifi thì chủ đã vô sẵn rồi nha anh chị. Ở đây thì mình sử dụng nước là nước máy. Ở bên đây thì mình có một con đường nè anh chị. Ở căn nhà của mình thì rất là thoáng. Ở về đây thì anh chị mình mua để ở cũng được, hoặc là anh chị mình kinh doanh buôn bán, em thấy thích hợp nhất luôn ha. Thổ đất căn nhà của mình cách quốc lộ khoảng 3 km nha anh chị. Hiện gia chủ thì đang kêu bán với giá là 830 triệu. Bên trong thì căn nhà của mình chỉ có một phòng ngủ thôi. Ở khu vực này thì chủ cũng lót gạch hết rồi nha anh chị. Ở trên trần thì gia chủ chỉ lập tôn. Ở đây là phòng ngủ của mình anh chị. Ở dưới nền thì chủ cũng lót gạch, và trên tường thì lót cho đến mí la phong nha anh chị. Ở cửa này là cửa nhôm. Ở bên đây thì chủ cũng thiết kế một cánh cửa ha. Ở cửa này là cửa sắt nha anh chị. Ở căn nhà của mình thì nằm ngay vị trí góc hai mặt tiền, rất là đẹp, để cho anh chị mua đi ở và kinh doanh buôn bán là tuyệt vời luôn nha. Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị. Hoặc là anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vị tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Ở đây thì mình có không gian nhà bếp nè anh chị. Ở bên đây thì mình có một cái sàn nước. Còn bên trong thì mình có nhà vệ sinh. Dưới nền thì chủ cũng lót gạch rồi nha anh chị. Ở đây thì mình có một cánh cửa bên ngoài. Cái cửa này là cửa sắt nha anh chị. Từ mí nhà anh chị mình đo ra thì mình còn khoảng 3 mét nha anh chị. Ở đây thửa đất căn nhà của mình thì đầu đuôi là bằng nhau luôn, không có bị tớp hậu. Ở bên trong thì còn khoảng 5-6 cái nhà nha anh chị. Con đường này là đường tự làm anh chị, nên không có lộ giới nha. Em cũng thông báo để anh chị mình nắm chính xác hơn. Diện tích ngang của mình là 6 mét và có chiều dài là 22. Tổng diện tích là 131,3 m². Trên thửa đất căn nhà thuộc cây lông năm, chưa có thổ cư. Anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú lên thổ cư nha. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị và cô chú nha. Ở cửa này là gia chủ dùng cửa nhôm nha anh chị. Phía trước là dùng cửa lùa. Phía trước thì lúc trước gia chủ đang kinh doanh là tiệm tóc nha anh chị. Do chính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cũng cần bán gấp. Giá bán là 830 triệu. Nếu anh chị mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn.
Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.